Xin chào các bạn, bây giờ là hơn 2 giờ sáng và hiện tại là mình đang lên phiên bản iOS 18 Developer Beta Đó, à, Thì đây là một cái phiên bản cập nhật mà Apple họ mới giới thiệu vào dạng sáng ngày hôm nay Thì bây giờ chúng ta đã có thể cập nhật được lên rồi Tuy nhiên đây là bản cập nhật dành cho các nhà phát triển Vì thế nên là nó chắc chắn Nó sẽ có vô vàn lỗi Thế nên là các bạn tuyệt đối là không nên lên cái phiên bản này nhé Nếu như mà các bạn không có thừa điện thoại Bởi vì như những cái phiên bản cập nhật trước ấy Mình có lên thử cái dạng developer beta này Thì nó có thể bị lỗi ngân hàng Các bạn sẽ không thể chuyển khoản được đó Vì là mình làm content nên là mình lên cho mọi người thôi Các bạn hãy xem video này để biết được xem là iOS beta ấy, thì nó sẽ có những tính năng gì Những cái gì chúng ta có thể sử dụng được So với Apple đã công bố trước đó Vậy thì trước khi bắt đầu các bạn đừng quên để lại một lần thích chia sẻ và đăng ký kênh Rương Công Nghệ để ủng hộ một thằng trượt bạch như mình nhé. Vậy chúng ta cùng nhau ít Sau khi mình đã cài đặt xong thì giao diện của con iPhone của mình nó khác hẳn rồi, nó không khác gì với con Android cả. Màu sắc nó khác này và thậm chí đây nó còn không có tên nhãn dán luôn. Đó, và mình cũng đã thử thay đổi tất cả những cái thứ liên quan đến giao diện của nó thì mình được con iPhone như này. Đầu tiên các bạn hãy nhìn vào cái control center của chúng ta. Bây giờ thì cái này nó gọi là thư viện điều khiển. Các bạn có thể truy cập các cái mục điều khiển khác nhau ví dụ như đây là có mục nhạc nhé đây là mục kết nối này đó và đây thì nó sẽ là những mục yêu thích mà các bạn muốn thêm những cái nhãn dán những cái label ở đây và nếu như các bạn muốn thay đổi nó rất dễ thôi các bạn nhấn giữ này rồi đây bây giờ mọi người có thể thêm bất kỳ một cái điều khiển nào các bạn muốn và đây nó có một tỷ các cái điều khiển luôn từ dịch thuật này, ghi âm này, chế độ tối này, cỡ chữ các thứ nó nhiều lắm ý đây này quá nhiều luôn bây giờ mình thử nhé, mình thêm cái cỡ chữ này vào chẳng hạn đấy đây ở đây thì có một cái hay là mời có thể resize tức là có thể thay đổi về kích thước của các cái label này theo bất kỳ hình dáng nào mà các bạn muốn ví dụ như ở đây mình có thể thu nhỏ lại này đó nó có thể lỗi như thế này <laughs> hoặc là các bạn có thể kéo to nó ra đó trông hay vãi trưởng luôn đúng không đó và bây giờ thì mọi người chỉ cần bấm vào bên ngoài thôi là được đấy toàn bộ cái này đã xong rồi thì đây là cái thay đổi rất lớn về cái mặt giao diện nhá và mình thấy rằng là Uh, những cái giao diện mà nó được custom thì kiểu tròn tròn xong nó lại kiểu bo góc các thứ như này ấy, trông nó rất là thú vị. Đó, thứ hai là với những cái icon đang xuất hiện ở trên màn hình chính thì các bạn làm như nào? Mọi người nhấn giữ này. Sau đó thì mình có thể bấm vào sửa. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái nơi được tùy chỉnh. Ở cái mục tùy chỉnh này nha, các bạn có thể thay đổi hai thứ. Một là mọi người có thể thay đổi thể màu. Cái màu sắc này mình thấy là nó quá tuyệt vời luôn bởi vì là nhiều khi mình đặt cái hình nền nó có một cái màu ấy nhưng mà các cái icon thì nó lại cái màu khác. Nó không nhập với hình nền thì bây giờ chúng ta có thể thay đổi cái màu sắc này bất kỳ màu gì mà các bạn muốn nhé cực kỳ đẹp đó cái thứ hai các bạn có thể thay đổi được kích thước của các cái icon này ví dụ các bạn để kích thước nhỏ thì nó sẽ hiện ra tên label đó và nếu các bạn để kích thước lớn nó sẽ mất tên label đi hiện tại là mình đã tạm thời để lớn nha và các bạn cũng có thể thay đổi nó thành những cái giao diện như là sáng màu tối màu hoặc là tự động bấm cái tự động ở đây thì nó có thể thay đổi giao diện dựa trên cái dark mode của các bạn Điện như này đi ôi lộn dark mode đâu rồi à. ma lú quá thôi tạm thời bỏ qua cái đấy nhá Đó. thì nói chung là có thể thay đổi được các thứ như này trông cực kỳ mới mẻ đúng không ạ tiếp đến này lần đầu tiên anh em chúng ta đã có thể thay đổi được là hai cái icon chán ngắt ở trên cái màn hình chính như này được chưa thì bây giờ các bạn có thể thay đổi thành bất kỳ cái gì các bạn muốn y hệt như là tin lick luôn bây giờ ngoài bấm tùy chỉnh nha màn hình khóa này nhìn thấy gì chưa các bạn tắt cái này đi các bạn tắt cái này đi thêm những cái mới vào và có rất nhiều các cái chức năng để cho các bạn có thể chọn nhận dạng nhạc này hẹn giờ đèn pin các bạn thay cái quay gì cũng được ví dụ như ở đây mình chọn nhận dạng nhạc là cái mới này hoặc ở đây mình có thể báo thức này đó hoặc nếu như các bạn trong trường các bạn không thích bất kỳ tính năng nào các bạn có thể bỏ quách gì nó cũng được tra vấn đề gì để nguyên nhất một tính năng thôi đó và ngoài ra nếu như các bạn nhìn tổng thể con iPhone này nhá Về mặt giao diện thì không chỉ có cái việc là chúng ta có thể thay đổi được các cái icon các thứ ấy Mà từng cái giao diện nho nhỏ thì Apple cũng đã tinh chỉnh lại Ví dụ như bây giờ nhá Các bạn nhìn phông chữ cơ bản của máy Nó đã nhỏ hơn so với ngày trước Và mình có cảm giác là cái khoảng cách, cái độ giãn cho các chữ ấy, nó cũng lớn hơn Ví dụ ở đây mọi người bấm vào cái phần này này đấy các bạn thấy không toàn bộ những cái giao diện của chúng ta bây giờ nó cách nhau một khoảng rất là dài và mình thấy nó trực quan nó dễ nhìn hơn tuy nhiên là nó sẽ nhỏ hơn thì anh em nào mắt cận mắt kém hoặc là bố mẹ mình ấy thì khả năng là sẽ cần phải thay đổi một chút về cái phần giao diện này ha để chúng ta có thể nhìn rõ hơn chẳng hạn và đây là giao diện wifi thì các bạn cũng thấy rằng là nó sẽ to hơn ở cái icon như thế này đó và đây là tổng quan về giao diện cài đặt thì các bạn thấy không chữ của nó cũng đã bé hơn nhiều so với cái chữ cơ bản của những con iphone ngày trước à, nhưng mà mình nghĩ rằng đây mới là cái phiên bản developer beta thôi nên chúng ta cũng chưa nói được cái gì quá nhiều. Nhưng mà tổng quan iPhone đấy thì các bạn thấy là nó sẽ có một cái phần nhìn nó khác hơn hẳn so với tất cả những con iPhone mà trước đây các bạn đã dùng. Nhất là ở cái phần những cái icon như thế này. Mình thấy thay đổi được màu cũng như là kích thước của icon là một cái quá hay và đặc biệt là anh em có thể đặt icon ở các cái vị trí trên dưới tùy thích như này. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với cái tính năng đó là khóa ứng dụng nhá. Ví dụ như ở đây là mình đang có một ứng dụng mình tạm thời mình khóa rồi. Đó là về cái phần ảnh. Đó ảnh đâu ấy nhỉ? Mẹ bây giờ mất lấy bố không biết là ảnh rồi. ở đâu cả. Cái cái cái, cái này cũng khóa các bạn này. Đâu? Được. À, cái này cũng khóa được nhỉ? Rồi. Bây giờ anh em nhấn giữ này, đó, thì sẽ có một cái nó tên là Require Face ID, bởi vì đây là phiên bản dành cho nhà phát triển, nó chưa phải bản chính thức, nên là nó sẽ có một vài những tính năng nó để tiếng anh như này, thì các bạn bấm chọn vào đây, ngay lập tức là các bạn sẽ có thể quét được Face ID, rồi. Và bây giờ cái, cái cái ứng dụng tin nhắn này đã bị khóa rồi, các bạn không thể nào mở ra được nữa, nếu như không Face ID như này, đó, được chưa? Với những cái điện thoại nào ấy, những con iPhone nào mà không có Face ID các bạn hoàn toàn là có thể sử dụng passcode, đó là hai con iPhone SE, SE2 và SE3 hoặc là mọi người có thể uh, sử dụng uh, cái Touch ID uh, cũng ở trên hai con iPhone đấy là cũng được. Đó. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng nhau đến với ứng dụng đó là ảnh. Với cái ứng dụng ảnh này nhá thì các bạn sẽ có một cái giao diện xem hoàn toàn mới. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái giao diện xem nó gọi là dạng băng truyền như thế này này. Ờ, với cái giao diện băng truyền này nhá thì nó sẽ liên tục update các cái hình ảnh mà mình đã quay mà mình đã chụp trong suốt khoảng thời gian vừa qua ví dụ ở đây thì nó sẽ ghi thứ sáu này thứ bảy này đó và có một tính năng rất hay nữa là mọi người có thể tìm kiếm ví dụ đợt vừa rồi mình đi đài loan để công tác thì các bạn nhìn này mình chỉ cần search cái từ là đài loan thôi tất cả những cái bức ảnh đây nó ghi ở đây là top kết quả luôn này đó thì tất cả những bức ảnh nào mà mình đã chụp ở đài loan ấy nó sẽ đều hiển thị ở đây mà chúng ta không cần phải lưu cái những cái bức ảnh này dưới cái dạng là một cái album nào đó các bạn không phải lưu thủ công mọi người chỉ cần bấm tìm thôi là nó sẽ ra thậm chí là bây giờ mọi người có thể tìm uh, uh, tên của một người nào đấy ví dụ như là các bạn tìm tên khôi như sau lại ra tên mình nhỉ <laughs> đại khái là cái này ai nó sẽ tự động nhận diện và nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tìm kiếm từ người này thú cưng một cách đơn giản dễ dàng hơn như các bạn đang được nhìn thấy ở đây đó tiếp đến là với cái ứng dụng safari của chúng ta Thì bây giờ nhá bất kỳ bài viết nào các bạn cũng có thể làm được những trò như sau mọi người nhấn vào cái biểu tượng này đó ở đây thì các bạn có thể điều chỉnh được kích thước chữ to nhỏ tùy ý ngoài ra các bạn có thể đổi nó thành bất kỳ cái thể loại phông chữ gì mà các bạn muốn đây các bạn có thể chỉnh đọc này đó thì bây giờ nha mọi người muốn đổi phông chữ đúng không à, đây có, có tất cả các thể loại phông chữ từ New York này, Platino, San Francisco đối là nhiều lắm các bạn đổi thành phông gì các bạn thấy vừa mắt là được đó hoặc là các bạn có thể đổi cả màu của cái văn bản này màu xám, màu vàng để cho nó đỡ hại mắt hoặc là đổi thành màu đen đi cho nó tiết kiệm pin đó thì đều có thể dùng được nhé nhưng mà rất là đáng tiếc là cái tính năng reader là một cái tính năng cực kỳ hay mà được apple giới thiệu thì nó liên quan đến apple Intelligence thì mình chưa thử được ở trên cái uh, phiên bản cập nhật uh, developer này với cái uh, ứng dụng safari đó chỉ đợi một thời gian nữa chúng ta thử sau ha rồi chưa hết nhá mình uh, cũng đã tìm được cả tính năng mật khẩu nữa trước thực ra thì trước đây là cái tính năng mà tự động lưu giữ được cái mật khẩu của các bạn thì nó là một cái chức năng nhỏ trong phần cài đặt Thế nhưng bây giờ thì Apple đã tách nó ra thành một cái ứng dụng riêng tên là mật khẩu như này rồi Cái ứng dụng này thì khác gì so với cái chức năng ngày trước các bạn dùng Thì bây giờ ấy, tất cả các cái sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple mà các bạn dùng Từ iPad này cho đến cả Macbook cho đến iPhone các bạn miễn là chung tài khoản iCloud Thì toàn bộ mật khẩu này sẽ được chia sẻ trên tất cả các thiết bị đó và tất nhiên là khi mà các bạn truy cập vào ứng dụng mật khẩu này thì nó sẽ lưu giữ toàn bộ mật khẩu của các bạn ở trên tất cả các nền tảng từ là mật khẩu wifi này, mật khẩu facebook rồi là mật khẩu netflix nó lưu lại hết. ở đây như các bạn thấy nhá, mình đang có 267 cái mật khẩu wifi, hai cái mã khóa và tất cả những cái mật khẩu khác nữa thì nó đều ghi vào đây. thậm chí là nó còn lưu cho các bạn cả những mật khẩu mà các bạn đã xóa cơ. thì mình nghĩ rằng là cái mục mật khẩu mà nó chia ra ứng dụng riêng như thế này nó sẽ giúp cho các bạn quản lý các mật khẩu dễ dàng hơn, đặc biệt là những con cá vàng. ngoài ra thì còn thêm rất nhiều những cái tính năng ai nó liên quan đến uh, apple intelligence mà được Apple giới thiệu trong sự kiện WWDC vừa dạng sáng ngày hôm nay Tuy nhiên là mình chưa thể nào mình test được những cái đó bởi vì nó chưa hỗ trợ Chúng ta sẽ cần phải đợi đến tháng 9 cơ Đó Vậy thì các bạn ấn tượng với cái tính năng nào nhất ở trên iOS 18 thì có thể chia sẻ với bọn mình Và nhắc lại cho các bạn nha Đây là phiên bản iOS 18 Developer Beta Phiên bản dành cho các nhà phát triển Vì thế nên nó sẽ có vô vàn lỗi Ba nãy mình dùng ấy mình đã gặp những cái lỗi liên quan đến hiển thị này Văng app và cũng như là cả lỗi phông chữ rồi mình còn chưa thử phải áp ngân hàng cơ thế nên là mọi người ấy, anh em nào mà có nhiều điện thoại thì có thể lên phiên bản này để có thể trải nghiệm còn những bạn nào chỉ có duy nhất một con iPhone thôi thì mình khuyên thành thật là anh em đừng lên vì nó lỗi cho đến một cái là rất mệt thôi ok thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở trong những cái video lần sau bye bye